Dạ, trời đang đổ mưa lâm râm ha Đại Đình ha. Em chào Đại Đình, em chào cả nhà khỏe không? Dạ em khỏe. Dạ. Mình đang ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè. Bên tay phải mình cả nhà thấy không? Cái chỗ mà quay tôn lại rất là cao, hơn 2 mét đó, màu xanh đó. Dạ, ngày xưa là một trong những cái ba thương xá lớn nổi tiếng của Sài Gòn mình. Mình đang đi ngang qua ha. Cho qua tới đây thì Nam Mô Di Đà Phật. Ở đây là một cái điểm tâm linh nha Đại Đình. Trời đang lâm râm mưa rồi. Hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2023. Cả nhà khỏe không? Dạ em khỏe. Dạ. Hả? What's wrong? Trời, vụ gì? Vụ gì? Rồi hút nhau. Rồi xong. Xe điện hút. Ây da. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, tại hai chiếc xe họ hôn nhau á. Ây da, hy vọng hết không sao ha. Em thấy chiếc xe điện thì không sao rồi đó. Nhưng mà cái chiếc xe đằng sau là nó bị hư hại. Dạ. Mình đang ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè Đại Đình. Nãy mình mới đi ngang qua một cái khu vực tâm linh. Tại vì khu vực đó cả nhà biết cách đây hơn 20 năm về trước thì có một vụ cháy hỏa hoạn rất là lớn ha. Cụ thể khu đó ngày xưa là thương xá Tam Đa. Trước đó nữa là cái gì thì mình phải coi về di địa chí. Những người địa phương ở đây, những ai mà sống lão làng, lão thành, lão đời ở đây thì mình mới biết rõ. Thương xá Tam Đa, Crystal Palace, rồi tới thời của bọn nhỏ em là Intershop Đại Đình ha. Vụ cháy đó là chết đâu đó khoảng trên dưới 60 người nha Đại Đình, và một cái số lượng vô cùng lớn về mặt tâm linh á. Dạ. Rồi hay là bên tay trái mình về hướng đại lộ Võ Văn Kiệt á, thì có vũ trường phi thuyền Bay Ship của Nam Cam á Đại Đình. Cũng là một cái địa điểm mà nó mang tính chất tâm linh nữa, tại vì làm ăn không có được. Dạ, làm ăn không có được hả Đại Đình ha. Ở Sài Gòn này nói về cái địa điểm đó thì cũng có khá nhiều, tùy theo cái trời ơi, xe hơi lao vô cái đường đó luôn. Trời ơi, chắc là dân địa phương khác tới rồi, bà con mình nơi khác tới rồi. Cái chỗ đó là dành cho xe buýt chạy mà không chạy vô luôn á Đại Đình. Trời đất ơi. Nói về cái chuyện mà bà con cô bác mình có chia sẻ cho em á, thì nhiều cô chú anh chị Việt Kiều có nói đó là câu chuyện của Khoa Bập ở Đại Đình. Tại vì bạn này là một cái KOL, là một bạn trẻ, khá trẻ ở Việt Nam. Khởi xuất từ cái chuyện mà bạn ấy làm YouTube rồi đi review những cái món ăn ngon trên quê hương đất nước Việt Nam mình. Sau đó cái bạn ấy có điều kiện đi khắp các nước trên thế giới. Dạ. Chia sẻ cho mình được rất là nhiều kiến thức ha Đại Đình ha. Cho dù là mình có tiền nhưng mà mình không có thời gian đi được. Mới đây thì bạn ấy có kết thân và chơi với lại ba người, hai người đó là một bạn Việt Kiều Củ Chi, đó là Dương Phạm, và một anh đó là Johnny Đặng á. Thì ba cái người này nổi tiếng qua cái chuyện mà đồng coi DCB coi. Và sau đó thì có một cái sự xích mích giữa ba người. Rồi bạn Ba Búp này mở một cái nhà hàng. Rồi bắt đầu câu chuyện được đề cập tới, đó là cái nhà hàng. Khi đương nhiên rồi, khi mở ra thì cũng có nhiều điều tiếng lắm. Người nói này, người nói nọ, người thích thì khen cổ vũ, người không ưa ghét thì tùm lum tùm la. Nhưng mà chung chung có rất là nhiều cô chú anh chị Việt Kiều có chia sẻ lại là nếu mà một người du học sinh á, và còn trẻ và chưa am hiểu về cái khu vực địa phương á, thì khó có thể mà làm ăn kinh doanh được ở đây lắm. Dạ, đó là người ta góp lời kiến thức, tri thức để cho mình có thêm kinh nghiệm. Dạ, kinh nghiệm thì mình phải bỏ thời gian hoặc là bỏ tiền ra để mà mình có được ha Đại Đình ha. Thì rốt cuộc thì bạn ấy cũng mở cái nhà hàng đó, mở trong vòng được vài tháng, hơn 3 tháng một tí thôi. Thì bây giờ là đồn đại là đóng cửa. Tới bây giờ mở cửa lại kinh doanh bình thường lại không thì chưa biết. Và nhiều cô chú anh chị cũng nói là đang đợi chính thức cái bạn Hoa Búp này nói lên là cái nhà hàng này như thế nào ra làm sao.
Thì bạn ấy khi mở nhà hàng á, bạn ấy vẽ một cái diễn cảnh rất là lớn và to tát và dài. Bạn ấy muốn mở ở nhiều nơi và giúp cho nhiều người làm ăn kinh doanh được. Dạ, nhiều người làm ăn kinh doanh được ở những cái khâu purchasing. Dạ, rồi những cái người mà người ta phục vụ trả lương rất là cao nha đại đình, cao lắm. Thậm chí những người bản địa, những người kinh doanh lâu năm và người ta thành công, người ta cũng lắc đầu với cái giá tiền của bạn này trả lương cho nhân viên. Tại vì nó phá giá hoặc là nó không có thực tế. Dạ, nói trở lại thì cái chỗ mà bạn khoa bập này bạn mở á, thì lúc đầu em cũng có coi video và nhiều cô chú anh chị chia sẻ, thì bạn Vương Phạm giới thiệu chỗ đất này. Thì đương nhiên rồi, Vương Phạm bên đó là ở đó, còn khoa bập là chỉ là một bạn du học sinh thôi. Qua đó đùng cái bạn ấy nói là không có làm YouTube nữa sau cái vụ coi đại đình. Rồi đùng cái bạn ấy đi kéo chân, rồi đùng cái bạn ấy mở nhà hàng, lúc cuộc cũng chả biết như thế nào ra làm sao. Dạ, nhưng mà tụ chung lại cái câu chuyện ở đây, mình muốn đề cập đó là cái vị trí của cái nhà hàng khoa bập Hotpot mà bạn ấy mở. Cụ thể tiền rent nó bao nhiêu thì mình không biết, tại mình cũng không có coi cái contract đó, nhưng mà nó không hề rẻ ha đại đình ha. Thì em được nhiều cô chú anh chị thổ địa ở chỗ đó sống mấy chục năm chia sẻ luôn. Bạn Jimmy hoặc là anh Hiển Lê hoặc là nhiều cô chú anh chị, người ta không ngại chia sẻ cái kiến thức người ta ở cái địa phương đó để cho mình có thêm cái kinh nghiệm thôi. Kinh nghiệm là phải trả giá bởi thời gian với lại tiền bạc và thất bại, đúng không đại đình? Dạ, thì bà con mình chia sẻ, bạn Jimmy có chia sẻ cho em mà bạn đó ở khu vực đó mà. Một nhà hàng người Hoa chợ lớn ở Houston tên là Tân Tân, do hai anh em làm chủ khoảng 30 năm rồi. 30 năm rồi có nghĩa là lâu đời rồi nha đại đình, 3 thập niên rồi đó. Cách đây 20 năm anh em họ bất đồng, người em dọn về khu khoa bập, bây giờ xây một nhà hàng lớn đặt tên là Yakitang. Nhưng vấn đề có thể từ đây người anh hình như ếm khu vực mới này hay sao á. Người em mở hơn một năm đóng cửa, vài năm sau có lẽ bán cho người Hoa khác. Sau đó xây một cái nhà hàng buffet rất là lớn, giá rẻ. Em nhớ thời đó là 8 đồng, 10 đồng một suất ăn. Nhưng cũng hơn một năm bắt đầu đóng cửa. Lâu hơn một năm, 5 năm rồi. Có nghĩa là họ làm được năm rồi họ cũng đóng cửa đại định, cho dù xếp hàng đi ăn. Và giá vé cụ thể khi đó là 8-10 đồng một suất ăn. Sau đó cắt đôi ra chia làm tiệm phở Baba Vi và Sòng Bài. Sòng Bài thì 6 tháng dẹp, phở thì lâu hơn xíu cũng dẹp luôn. Rồi khoa búp nhảy vô kế bên sảnh cho thuê đãi tiệc. Đó, cụ thể ở đó là có một cái tiểu sử kinh doanh làm ăn buôn bán về cái lĩnh vực F&B ăn uống và cái Sòng Bài. Riêng về Sòng Bài thì người ta mở thì là người ta cũng đã tham khảo cái phong thủy rồi nha đại đình. Dạ, rất là nhiều cái kiến trúc người ta xây dựng lên á để trấn, giống như cả nhà thấy cái Sòng Bài ở bên Macau của Hà Hồng Sân ở đại đình cũng chơi là phong thủy không, hoặc là cái trụ sở của một ngân hàng quốc tế lớn HSBC ở đại đình, Hồng Kông Shanghai Bank, dạ China cũng chơi phong thủy không? Tin không tin thì đó là quyền của mỗi người, đúng không đại đình? Dạ, người ta làm ăn buôn bán thì có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. Nhưng mà đều có những cái dớp, những cái huông. Dạ, ở Sài Gòn, miền Nam mình thì gọi là huông, còn miền Bắc thì gọi là dớp. Cái mấy câu này là nhiều cô chú anh chị dạy em thôi, để mà mình rõ người đi trước, chia sẻ lại kinh nghiệm của người đi sau. Dạ. Như vậy thì cái chỗ mà của bạn khoa búp mở á, không biết là bạn khoa búp có biết hay không, hoặc là bạn Dương Phạm có biết hay không. Dạ, thổ địa, thổ cư, thổ dân ở đó người ta có rõ hay không để mà mở ha.
Đương nhiên thì muốn làm cái gì đó thì người ta cũng phải có một cái bảng đánh giá khảo sát thị trường trong khu vực địa phương đó, trong vòng bán kính 10 km hay 20 km, đó là dân số ở đó dày hay thưa, dạ người dân ở đó là người sắc dân gì, thích ăn những món gì, và cái lĩnh vực mình mở ở đó là có đã có người mở hay chưa. Dạ, mà đều phải là một cái bảng đánh giá về cái thị trường hết. Chứ còn mà nhắm mắt nhắm mũi mà làm á, là năm ăn năm thua á, thì không có cơ sở, đúng không đại gia đình? Người ta hay nói là vốn giận và vía. Nếu mà thỏa được ba cái điều đó hết á, thì nó khá là thành công. Vốn giận và vía, và vốn là tiền vốn của mình á, giận á là cái tố chất của mình á, lúc đó là nó có phong quang hay không. Nhiều người người ta nói đang hên mà chơi gái hoặc là làm cái gì á, tầm bậy tầm bạ là nó xui. Và giống như là nhiều cô chú anh chị nói bạn khoa bập này là kéo giò á, là nó cũng là phá tướng nha đại đình. Dạ, thật hư không thì mình không biết, nhưng mà người xưa á, người ta hay nói, cổ nhân người ta dạy đều có những cái lý do đó hết à. Dạ, nó giống như đơn giản thôi, đời sống vợ chồng trong nhà vậy đó, lựa lời mà nói, hoặc là trong cái chuyện chăn gối cũng vậy, người này cái này, người kia cái kia. Nhưng mà mình biết được cái người bạn đời của mình, người ta thích cái gì, người ta mê cái gì, người ta cần cái gì, thì nó sẽ dẫn tới những cái điều hòa hợp âm dương để mà vợ chồng sung sống với nhau, nhớ đến nhau và thương yêu nhau. Dạ, đó, điều đó chính xác nha đại. Giống như vừa cả nhà thấy vừa rồi, mấy cái chuyện mà bắt tiểu tam, bắt bồ nhí này nọ, trời, rất là nhiều trường hợp vợ nhà rất là đẹp, xinh, trẻ, mà trong khi đó là vợ bé ở ngoài hoặc là bồ bịch ở ngoài xuống quách. Nhiều người người ta chửi chồng là mắt mù mắt đuôi gì từ lưa đại đình, mà đâu biết được, đúng không? Ai biết chơi bùa chơi ngải thì sao. Nói riêng về cái vụ mà tâm linh hay bùa ngải á, thì em thì không rành lắm đâu, nhưng mà do nhiều cô chú anh chị cả thì mình tiếp thu kiến thức thôi. Giống như là cái chuyện mà làm ăn buôn bán á, thì người ta hay để tỏi, và người ta hay để tỏi hoặc là xin bùa. Thậm chí ở nhà thấy một cái tiệm cơm khá là nổi tiếng, bán đông khách ở Nha Trang đó, và ngay gần nhà thờ đá đó, cái bà chủ đó, bà cũng nói với em, mà bà xin luôn mà đại đình, bà xin đồ chơi luôn á. Bà xin đồ chơi luôn á. Bởi vậy cả nhà thấy bà con mình đi Thái Lan á, nhiều lắm nha đại đình. Một, đi chơi du lịch, rồi đi mua sắm. Hai là đi chùa về mặt tâm linh. Mà bây giờ cái bên Thái Lan á, người ta đẩy mạnh cái chuyện tâm linh lắm. Nói đâu xa, chị Lê Giang á đại đình, chị Lê Giang, chị Thúy Nga đó, dạ, đi qua bên đó xin đó. Đó là một câu chuyện ha. Nói trở lại thì bên Mỹ có những cái housing ám ảnh, nhà ám hay không thì mình không có rành. Dựa trên những cái di địa chí quốc gia, hoặc là dựa trên những cái câu chuyện mà nó mang tính chất tâm linh vụ án á, thì mình được biết. Và còn ở Sài Gòn mình á, thì nãy em nói là ở khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Intershop hồi nãy á đại đình. Dạ, rồi khu vực Thuận Kiều Plaza đó. Dạ, Thuận Kiều Plaza á đại đình, lúc đầu sung lắm nha. Dạ, lúc đầu sung lắm, đông lắm. Rồi người ta phân tích là lỗi phong thủy, rồi lỗi thiết kế, rồi phạm phong thủy, đủ các thứ hết. Rồi lúc đầu em nhớ mà khai trương đông lắm. Ở dưới là nhà hàng siêu thị, ở trên là nhà ở kết hợp, mà nó nằm ngay cái vị trí đắc địa luôn. Bên bên bất động sản kiến trúc người ta nói là nhất vị nhì hướng á đại đình. Nhưng mà rốt cuộc là cũng tèo. Dạ, Thuận Kiều Plaza. Rồi những cái chỗ nào mà đụng vô thuê mướn là trong vòng 6 tháng 1 năm là ngã bệnh hết, là lên đường hết. Nhưng mà cũng có những người, người ta hay đi mua những cái căn nhà mà có người oan ngức, có người mà qua đời, có người này nọ trong khu vực đó lắm nha. Em cũng không biết đâu nha đại đình. Dạ,
giống như là bên xây dựng người ta hay bỏ bùa vô bùa lỗ ban vậy đó nha. Mang cái gọi là tư tưởng dị đoan hoặc là gọi là đa thần hoặc là tâm thần phân liệt đủ các kiểu đó, mình không biết nó làm sao đó. Nhưng mà để coi có câu chuyện để kể để cho mình biết. Ở bên Hoa Kỳ đó, Nhà Trắng là White House, bên Hàn Quốc đó là Nhà Xanh, dạ nó đều có một cái ý nghĩa hết nha đại đình. Ở Sài Gòn mình đó thì Dinh Độc Lập, Hồ Con Rùa. Hồ Con Rùa là cái đuôi, cái cột mà cái cột á là cái kim để mà chấn cái đuôi của con rồng, còn cái đầu á là nó nằm ở Dinh Độc Lập, được gọi là phủ đầu rồng. Dạ rồi Khám Chí Hòa, rồi Khám Lớn, rồi Thảo Cầm Viên là những cái nơi mà phong thủy, những cái nơi mà thầy phong thủy họ vạch ra, hay là Bùng Binh Cái Liễu ở đây. Những cái địa trí đó thì có những cái câu chuyện thêu dệt tùy theo cái người kể, qua từng cái sự kiện, qua từng cái thời gian, mình tự mình tìm hiểu thì mình cảm thấy nó rùng rợn lại nè. Và những câu chuyện nó xảy đến đó. Hay cả nhà thấy nước Mỹ là những cái nước mà khoa học kỹ thuật giải thích không á, cả nhà thấy cái câu chuyện phim truyền hình Simpson không? Dạ, phim truyền hình Simpson đó, họ đều có những cái thước phim mà dự đoán gần như là chính xác tới hơn 90% về những cái gì mà xảy ra trên đất Mỹ á, từ Tổng thống Donald Trump hay vụ mới đây nhất là cái con tàu lặn đưa mấy cái người mà triệu phú để xuống thăm con tàu Titanic với cái độ sâu gần 4.000 mét đó đại định. Cả nhà thấy kẹt xe cái ghê không? Quá trời luôn. Cái con đường này mà mở ra gấp ba mấy đường ha. Dạ, thì cái chỗ của bạn Khoa Búp bạn mở á, thì nhiều cô chú anh chị thổ địa có chia sẻ là do là cái chỗ đó có vấn đề gì làm ăn buôn bán hay bị sụi hay là bị thất bại. Dạ rồi xung quanh đó là những cái khu vực có rất là nhiều cái đối thủ cạnh tranh, họ đưa ra những cái lợi rất là lớn cho khách hàng, nên hình thử ra mình mở mà mình không có bằng người khác là người khác thua mà là mình thua. Dạ rồi, nhiều cô chú anh chị cũng chia sẻ là món ăn nè, cách phục vụ nè, đủ các kiểu hết, đó là những cái đóng góp để cho cái quán mình nó hoàn thiện hơn. Bạn Khoa Bập á, thì được rất là nhiều cô chú anh chị nước ngoài rồi gần xa người ta là yêu thích. Và bắt đầu từ cái chuyện là bạn ấy nổi lên từ cái vụ mà resort ở ngoài Phan Thiết á, Đại Đình, Bình Thuận á. Và thì lúc đó thì được truyền thông họ boost up lên rất là nhiều. Lúc đó thì cũng tương đối nhiều người biết thôi, mà sau qua cái vụ đó thì nhiều người biết hơn nữa ha. Dạ thì đương nhiên rồi, đó là một trong những cái bài truyền thông người ta làm ở Đại Đình dẫn dắt á. Mà bạn này có quá có tiếng tăm rồi, được nhiều người yêu thích đó, thì mở cái quán đó, thì em nghĩ không khó thành công đâu. Dạ bạn ấy cũng mộng là mở rất là nhiều quán ở Việt Nam rồi ở những cái nơi mà nổi tiếng nữa, mà tạo ra công ăn việc làm cho rất là nhiều người. Nói chung là cái tư duy với lại cái mộng tưởng đó, thì nó khá tốt, nhưng mà để từ cái lý tưởng mà trở thành hiện thực đó, nó cả một quá trình mình phải đánh đổi thời gian công sức và bám trụ vô nó để mà nó từ phôi nghén cho đến hình thành và duy trì.
quan trọng nhất là nó duy trì hay đại đình. Hồi nãy mình thấy nhiều người chưa được năm lên đường, lúc đầu lúc nào cũng đông hết. Dạ. Mà cô chú anh chị Việt kiều bản địa bên đó, bản xứ bên đó có chia sẻ đó. Dạ, về những cái phong tục tập quán của bà con mình bên đó đó. Phải nắm được những cái đó để mà mở được, đúng không đại đình? Ờ, cả nhà thấy không, kẹt xe ghê không, nản luôn á đại đình. À, vừa mệt mà vừa mất thời gian á. Trời dài luôn, kẹt khủng khiếp luôn các đại. À, giống như cả nhà thấy đường Nguyễn Tất Thành này nè, thấy mật độ lưu lượng giao thông rất là đông, ai mở làm ăn kinh doanh ở đây cũng không được. Dạ, những cái tiệm lớn hoặc là những cái tiệm mà thấy cái mặt bằng rất là đẹp, nhưng mà do cái đường xá như vậy nè, ta mở lên đâu có làm nổi đâu đại được. Đường đông nè, và đặc biệt cái đoạn này nè, hay thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông lắm, rất là nguy hiểm do người ta đi ngược chiều á. Có nhiều con đường mình thấy nó mặt tiền rất là đẹp ngon, nhưng mà ngay ngã ba rồi không ổn rồi. Dạ, rồi đường xá một lũ lượng giao thông rất là đông nhiều. Cái gì vừa rồi cả nhà thấy có quán cái tiệm á 15 tỷ đối diện trường Minh Khai, gần trường Marie Curie. Dạ, xung quanh đó là những cái văn phòng building thứ dữ không à. Nhưng mà nó nằm ngay cái mặt đường một chiều, và dạ, xe lưu lượng qua rất là lớn. Dạ, vậy đâu có tiện đâu đúng không đại đình? Bất tiện là khác. Dạ. Đem kể nghe câu chuyện lúc trước á, ở Sài Gòn mình, em không dám nói cụ thể một con đường đâu nha. À, con đường đó chỉ có 2 chiều thôi. Em xin lỗi chứ không phải trường hợp đó, em xin lỗi. Tại do cái lưu lượng giao thông đó, họ là 1 chiều. Do cái lưu lượng giao thông họ là 1 chiều. Càng làm càng lỗ thì cách tốt nhất đó là mình cắt lỗ thôi đúng không đại gia đình? Còn trừ khi nữa là mở từ thiện. Dạ, mở làm công quả. Rồi bây giờ là 6:15 ở đại gia đình. Em đi 8 cây số. Dạ. Mà hết 50 phút, à đây khủng khiếp ghê không, 8 cây số hết 50 phút. Ai biết đâu không chừng mấy bữa nữa là khoa búp mở lại nữa làm sao đúng không đại đình? Cũng giống như là cái bạn hot boy bóng chuyền mở cái chỗ showroom để bán siêu xe vậy đó. Dạ, cái chỗ đó bạn ấy thuê mướn cũng phải trên 10.000 đô một tháng á, rất là bự, ngay trường luôn, kế bên trường Anthalaman. Dạ, đối diện là trường tiểu học, rồi bên kia là trường Minh Đức nữa. Nghĩa là náo nhiệt thị tứ đó. Đó thời gian bạn ấy đóng cửa, ai cũng nghĩ là bạn ấy dẹp tiệm hoặc là bán không được siêu xe. Rồi đụng cái bạn ấy khai trương lại, thay đổi diện mạo, ai biết được đúng không? Ai biết được mở khoa búp Dương Phạm nghĩ gì?
nói về cái địa điểm thì cả nhà cũng nhớ là nếu mà những ai đi du lịch nhiều á thì biết những cái địa điểm du lịch mà nó mang tính chất tâm linh á. Kể ở đây là cái khách sạn Grand Hyatt ở Đài Loan, ở Đại Đình. Cái khách sạn đó rất là hiện đại, dữ dội, một nơi mà du khách rất là nhiều tới. Nhưng mà đó là một cái địa điểm tâm linh ha, được xây dựng dựa trên một cái khu mà ngày xưa có rất là nhiều cái người đạo Phật ở Đại Đình. Ở Việt Nam mình á, những cái công ty á liên quan tới vận tải á, họ đều có những cái gọi là ban cúng tế hết nhà đại rồi. Dạ. Rồi hay đi ra côn đảo lắm. Ô cha, chiếc đi xịt này mới đẹp quá. Rồi. Thì ra là vậy. Trời ơi. Dạ, đây là chiếc xe Chevrolet Bác bị chết máy hoặc là bị hư máy giữa đường ở đây. Bùa từ con, cảm ơn con. Rồi, ngoan. Ở khách sạn Grand Hyatt ở Đài Loan ở Đài Đình ha. Và một cái địa điểm tâm linh. Bởi vậy đi khách sạn á, nhiều cô chú anh chị hay thường xuyên đi á, đều thấy. Trời ơi, hai chiếc xe điện này bảnh thiệt chứ. Ai chạy trên cầu mà song song đâu ta. Thua luôn à, VinFast á. À, mình đi vô khách sạn mình hay gõ cửa cốc 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 ở đây rồi. À, ba cái. À, hôm nay mưa dầm à. 7 ngày liên tiếp mưa buổi chiều. Cũng mừng là giờ mưa. Bà con cô bác bán vé số rồi được ha, đại đừng ha. Dạ. Mình đang ở trên cầu Tân Thuận 2 nè. Coi nào hết tiền. Coi nào hết tiền mới dẹp ông đại đừng. Dạ, lỗ quá. Mới có mấy tháng à, đúng không đại đình? Lúc đầu thấy đông lắm mà ta. Nhiều bà con cô bác mình vô ủng hộ lắm. Trời ơi, kẹt mệt mỏi quá đại đình. Dạ, em xin phép em chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe thật nhiều, hạnh phúc, mọi người luôn yêu thương nhau. Cảm ơn các cô chú anh chị đã chia sẻ nhiều kiến thức để cho mình biết. Nhiều chuyện cũng được, dạ, tào lao cũng được, dạ, nhưng mà trà dư tu hậu hoặc là người ta nói về cái phương diện gì á, thì cũng cái mâm nào cũng có mình hết. Đại đình ha, kiến thức thôi, dạ, để cho mình hiểu. Tại vì mình coi phim, coi báo, hoặc là coi cải lương, hoặc là nghe nhạc gì đó. Dạ, ở đây là cái thực tế, thực tiễn ở ngoài đời. Trời ơi, kẹt cứng ở đây rồi. Dạ, chúc cả nhà tuần mới dồi dào năng lượng. Mọi người luôn yêu thương nhau. Hôm nay anh đi chào đại đình đi. Dạ, trốn giận và dí ha đại đình. Thì vốn là bạn này, bạn khoai bắp này bạn có lúa rồi. Dạ. Bạn khoe rất là nhiều. Giận là đang hên, đúng không đại đình? Gọi tài ra tài, đặt xỉu ra xỉu. Dí ở đây là mặt tâm linh đó. Đối với những ai mà làm ăn buôn bán á, thì rành nhất cái này. Tại vì có những người người ta có cái vía làm ăn á. Dạ. Không có vía làm ăn là không được đâu. Vốn, giận, vía.
Em chào Đại Đình, em chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe, được nhiều hạnh phúc, mọi người luôn yêu thương nhau.